Hello, xin chào toàn hỏi nhé. Số công nghệ Garden 4.0 hotline 0886 992345. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ bóng dây có tên là S500 bạn nhé. Thì cái mẫu camera siêu nhỏ S500 này thì có dung lượng pin của nó được rất là lâu, được khoảng tầm 25 tiếng mới pin bạn nhé, tương đương với một ngày. Đó thì đây là sản phẩm này. Sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc camera cục áo S500 này. Đó, mắt camera siêu nhỏ nhé. Đó, nối được một đoạn dây dù khoảng 20cm với thân camera. Đó, thì chức năng của chiếc camera siêu nhỏ S500 này là có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại từ xa với chất lượng hình ảnh là full 4K nhé. Thì kèm theo sản phẩm sẽ gồm có một dây cắm sạc này. Thì khi mà cam hết pin bạn sẽ cắm sạc pin trên sạc pin điện thoại thôi. Bạn sẽ cắm sạc pin khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là đầy pin nhé. Đó, và đầy pin bạn dùng liên tục được khoảng 25 tiếng mới pin. Đó, và một túi cúc áo cho bạn thể là ngụy trang vào mắt camera cho nó kín đáo hơn. Thì ở trong này có rất nhiều mắt nhé, cúc áo, cúc quần, đinh vít. Thì các bạn chỉ cần ngụy trang vào trong mắt camera là được thôi. Và khi mà các bạn mua hàng thì bạn sẽ tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Bước đầu tiên là bạn sẽ tải ứng dụng lock cam vào điện thoại này. Sau đó bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera phát ra. Đó, sau đó các bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam này. Các bạn chọn một cancel để xem nhé. Cũng như là bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách để bạn thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào này. Cũng như là hướng dẫn mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào nhé. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ S500 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Bi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Bi Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi các bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ S500 này thì cũng giống như dòng V99 và V100 thôi các bạn nhé. Đều sử dụng cái ứng dụng là lock cam để xem. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera siêu nhỏ S500 này và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Mình cắt phụ kiện đi. Đó, đây là phần mắt camera này. Đó, mắt camera siêu nhỏ hình cúc áo nhé. Đó, và một đoạn dây dù của 20cm này. Thì dây dù này rất là bền nhé. Đó, các bạn có thể là vò cũng như gập lát thoải mái luôn. Đó, không bao giờ nó bị hỏng nhé. Đó, tiếp theo thì phần dưới này sẽ là lúc ngoài cùng đây sẽ là nút reset nhé. Thì khi cam các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó không được sắc nét thì các bạn sẽ dí lên là nút reset này khoảng 10 giây để reset camera. On off đây sẽ là giúp các bạn thể là bật mở thiết bị này. Đó, các bạn gạt sang on sẽ là bật, còn gạt sang off sẽ là tắt nhé. Đây sẽ là chân cắm sạc này và dưới chân cắm sạc đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ bạn nhé. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào. Sẽ gắn vào như này. Rồi mình sẽ bật nguồn cam lên nhé. Đó. Bạn bật nguồn cam lên thì cam sẽ sáng một cái đèn màu đỏ bên trong như này là camera đang hoạt động. Đây. Tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera siêu nhỏ S500 này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lock cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa App Store để tải. Còn bạn nào đang sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cửa là Shop Play để tải nhé. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng lock cam này về điện thoại rồi, sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào mục là cài đặt của điện thoại. Đó, sau đó bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera siêu nhỏ cúc áo S500 này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F đằng trước hoặc là có chữ G đằng trước và một dãy số là không mật khẩu nhé. Thì các bạn sẽ kết nối vào. Đó, khi bạn đã kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài này và sau đó bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Đó, các bạn chọn một cancel cho mình nhé. Đó, thì khi bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là device online màu xanh như này. Thì để xem thì các bạn sẽ kích vào chữ online này rồi sau đó bạn hãy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đây, mình sẽ quay cam này trước các bạn xem. Chất hình ảnh của chiếc camera S500 này thì rất ok. Đó, hình ảnh rất là nét luôn các bạn nhé. Đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn mình cái loa này. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo. Đó, do cam và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh nhé. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy nó sẽ mất đi.
Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn sẽ chọn vào máy chụp ảnh đây, xem là chụp ảnh màn hình này. Đó. Có như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn nó bên cạnh của máy chụp ảnh đây, xem là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Đó, các bạn muốn lưu lại video thì các bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là nó cam. Tiếp theo thì hai hình tam giác này sẽ là giúp bạn là đảo chiều hình ảnh này sang trái sang phải này. Đó, cũng như là đảo chiều lên trên xuống dưới đây. Đó. Đó, khi cam các bạn quay ở một cái góc mà nó bị ngược chiều hình ảnh thì bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trời, đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh nhé. Đó, bạn thể cho chế độ ánh sáng nó cao lên, cũng như bạn thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó tối đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa đó cân bằng này. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu, chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Đó, bạn thể cho màu hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa đó cân bằng nhé. Đây. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Nhưng mà cái mẫu cúc áo S500 này nó không có hồng ngoại nên là không quay được ban đêm nhé. Ban đêm thì bạn mua những cái dòng có mắt nét hồng ngoại thì quay được ban đêm. Còn cái mẫu này nó không có hồng ngoại nên là quay ban đêm rất là kém. Nếu mà ban đêm có ánh đèn mập mờ thì vẫn quay được ok. Còn nếu mà không có ánh đèn sẽ không quay được nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì ở độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Đó. Đó, khi bạn chọn độ phân giải 4K thì rất là ok. Đó, cam di chuyển từ đâu là hình ảnh đến từ đó này. Này. Đó, không bị chậm cũng như là không bị giật gì hết bạn nhé. Này. Đó. Thì bây giờ mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình thực tế của chiếc camera siêu nhỏ cúc áo S500. Thì tiếp theo là mình sẽ vào một cái đặt chung vào trong cái ứng dụng là nó cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cài đặt này. Rồi sau đó bạn sẽ chọn vào mục là đi về setting. Đó, thì mục Modify thì password này sẽ là giúp bạn là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập ở đây là 1 2 3 4 5 6 này. Đó, tiếp theo là mục lưu password. Như password là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi vào. Sau đó bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó rồi bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này, sẽ là một giúp bạn là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một cái hình 24x24 là chỉ cần chiếc cam siêu nhỏ S500 này các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Đó, alarm record sẽ là một cái hình khi có chuyển động là bao giờ có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó, video duration là các bạn hãy chọn cái mục độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó, ví dụ như khi mà mình chọn là 3 phút đi. Đó, thì cứ bao giờ đủ 3 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 5 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Tiếp theo sẽ là mục Total này. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này. Đó, 29809 MB. Free Space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam có bao nhiêu sẽ hiện bên dưới này. Đó, format sẽ là giúp bạn là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel cho mình. Đó, tiếp theo sẽ là một wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì cái camera siêu nhỏ cúc áo 500 này nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam siêu nhỏ S500 này ở đâu thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi vào. Đó, rồi bạn kích OK. Là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối trong trực tiếp từ xa được các bạn nhé. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ cúc áo S500. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886 992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.